Rồi, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người và các bạn trong kênh YouTube nha. Rồi, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn tiếp tục xem là xà lan nha các bạn. Xà lan chở thùng container các bạn ơi. Xà lan này cũng quá to rồi các bạn ơi. Rồi. Rồi mọi người cùng xem nha. Chảy ra khói phà phà luôn nha các bạn. Rồi, ở đây có chiếc xà lan này đang neo đậu. Hôm nay chủ nhật bởi chắc không có ra khơi được, không có sức bến đi bởi neo đậu rồi. Xà lan này cũng khá bự nha các bạn. Ở đây cũng có một chiếc này cẩu rồi xà lan luôn. Xà lan cẩu luôn. Wow, các bạn thấy nhanh rồi, chạy mà lây quay tới đó. Ồ, có một chiếc xà lan chở đá các bạn ơi. Chung ở cái con sông lớn này ở Sài Gòn đó các bạn. Này ở phà Cát Lái á, quận 2 của Sài Gòn. Con sông này là xà lan đồ dữ lắm các bạn. Ồ, các bạn xem thấy không? Xà lan chở đá thẳm còn có chí mí. Ở đây đá nhiều lắm nha các bạn, thấy vậy á, nhiều lắm.
chiếc cano chạy, có chiếc bo bo chạy các bạn. Bo bo này chắc đổi từng cha của đường thủy nội địa ở đây đó các bạn. Ồ, cái này là cái thuyền lan này là nó có tàu đầu kéo ở sau nha các bạn. Tàu đầu kéo đó bây giờ nó không kéo mà nó đẩy các bạn ơi. Đây đẩy luôn. À nó đẩy mà đi phà. Này sông đây lớn lắm nha các bạn. Sông này nhìn như cái biển. Giữa sông không nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó là tất cả là xà lan không đó các bạn. Không biết bao nhiêu chiếc nha các bạn. Nhiều lắm. Xà lan này là xà lan khủng không đó các bạn. Nhưng mà nếu so với cái chiếc xà lan mà đang đậu ở cảng này các bạn. Đó là các bạn đang thấy nó để thùng hàng xuống không? Nó là cái thùng đó, thùng container đó các bạn. Những chiếc xà lan mà đang ở cảng nó mới là xà lan khủng đó các bạn. Rồi. Rồi, các bạn cùng xem. Mọi người cùng xem nha. Ở đây chiếc xà lan đang chạy tới nè. Xà lan này chắc chở dầu rồi các bạn. Nó có ngăn đó là ngăn phi đó là dầu đó. Ôi đó. Chào các channel TV. Rồi các bạn, chúc các bạn xem vui vẻ nha. Có gì thì cứ comment phía phần phía dưới video để con góp ý kiến rồi cho mình. Rồi cảm thấy mà nếu thấy hay thì hãy đăng ký ủng hộ để cho mình có thêm động lực nha các bạn. Rồi chào các bạn. Rồi mọi người cùng xem nha. Rồi xà lan này cũng mới quá các bạn ơi. Cũng sơn 2-3 màu sơn nè. Có cabin ở trước này là cabin này là của tài công lái nha các bạn. Đó các bạn thấy tài công ngồi không? Đó. Còn ở sau thì chắc một số đồ dụng cụ để ấy thôi. Ồ, có chiếc ghe nhỏ. Thấy nó nhỏ chứ không nhỏ đâu nha các bạn. Ồ, em mít quá nè. Ồ, anh cũng nhỏ, anh cũng làm dữ ha. Xiết mà. Gần vượt mặt luôn rồi các bạn. Nhỏ xác làm ghê ha. Rồi anh qua mặt luôn. Qua mặt nha các bạn ơi. Tuyệt quá. Đó, các bạn thấy không? Thì đựng thì dễ nhỏ nha. Nhỏ thì chứ có vỏ không đó. Các bạn qua mặt rồi á. Ghe nhỏ đó là ghe buông đó các bạn. Nhỏ dễ di chuyển. Rồi. Chào xà lan. Mình đi trước nhé.
nha các bạn. Pha này là các lái ép. Các bạn thấy không? Nó chạy động cơ chắc cumin các bạn ơi. Cumin mạnh lắm. Thì pha